Vâng, một phiên giao dịch đầu năm 2023 thực sự là rất là rực rỡ. Khi mà chúng ta có thể thấy được là thị trường tăng rất mạnh lên đến là 37 điểm tương đương với mức tăng là 3,66% và chúng ta cũng có thể thấy được là trên cả ba sàn có lên đến là tận là hơn 130 mã tăng trần. Và cái số lượng mã tăng gần như là nó áp đảo hoàn toàn, nó tăng lên đến là 352 mã trong khi chỉ giảm có 74 mã thôi. Sắc xanh và tím tràn ngập trên thị trường, đúng không ạ? Đó. thế nhưng mà ở chiều ngược lại thì chúng ta nhìn thấy được là hôm nay thị trường tuy tăng điểm cực kỳ mạnh nhưng cái thanh khoản của chúng ta lại ở một cái mức không hề cao lại chỉ có khoảng tầm là hơn 551 triệu cổ phiếu thôi đây là một mức thanh khoản tương đối là thấp đó thế với việc là thị trường hôm nay là phiên phục hồi thứ năm với cái mức tăng rất lớn như này thì liệu đây có phải là một phiên bùng nổ theo đà hay không và nếu như các anh chị nào mà đang mua hoặc là các anh chị nào chưa mua trong phiên hôm nay thì liệu chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ mua hay không trong những phiên tới và chúng ta nếu nếu có mua thì chúng ta sẽ lựa chọn những cách thức mua như thế nào. Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê EZT. Ok. Thì um đầu phiên, đầu xuân thì cũng thực ra hôm nay gọi là đầu xuân cũng không đúng, gọi là đầu năm mới à, 2023 thì em cũng xin gửi lời chúc tới toàn thể các anh chị nhà đầu tư cũng như gia đình sẽ có một sức khỏe dồi dào và sẽ có một năm mới chúng ta sẽ có gặt hái được nhiều thành công và gặp nhiều may mắn trong một cái năm 2023 các anh chị nhé. OK, thì đầu tiên chúng ta phải nhìn lại tổng quan về mặt thị trường. À, đối với phim này thì chúng ta hãy nhìn một cái bức tranh nó tổng quan một chút, tức là sau một cái quá trình mà thị trường của chúng ta đi lên đi lên rất mạnh thì thị trường đã xuất hiện tương đối là nhiều phiên phân phối ở đây phiên phân phối này không có nghĩa là phân phối theo dạng là sẽ phải sẽ giảm rất là sâu bởi vì là có thể sẽ là những cái phiên phân phối trong ngắn hạn đó thì các anh chị nhìn thấy được là thị trường đã xuất hiện rất nhiều các phiên bị bán với von lớn đây thì chúng ta phải công nhận một điều là thị trường đã có những phiên phân phối rồi và trước khi diễn ra cái phiên tăng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đều nhìn thấy một cái trạng thái đó chính là thị trường của chúng ta đã xuất hiện những cái von bán và có những phiên bị gãy hỗ trợ ở đây sau đó được hồi phục ngược trở lại hồi phục ngược trở lại với những von thấp có những yếu tố tích lũy đi ngang có những yếu tố đi ngang và những cái nhịp đi ngang này nó em đánh giá nó nó chưa hẳn đó là một nhịp tích lũy như thông thường mà nó đang giao dịch trong một cái trạng thái đó là thiếu cầu Tại sao lại thiếu cầu? Bởi vì các anh chị hình dung là những cái phiên gần đây đều thị trường đều giao dịch trong cái trạng thái đó là gần như nó, nó nó giảm nó không giảm quá nhiều đâu, kể cả giai đoạn này. Điểm số giảm không nhiều đâu. Nó kể cả giai đoạn này cũng vậy, tức là thị trường đi ngang với von thấp như này nó không hẳn là ở cái trạng thái kiệt cung. Em không không đánh giá là thị trường kiệt cung kể cả trong phiên ngày hôm nay mà nó đang ở những cái trạng thái đó là thiếu cầu. Đó, và chỉ cần một cái lượng hàng thí dụ như là cái dòng tiền lớn họ kích bán hoặc kích mua thì thị trường của chúng ta sẽ có thể là đi theo những chiều hướng mà họ mong muốn thí dụ như trong giai đoạn này là chỉ cần xuất hiện những cái lực bán rất là nhỏ thôi thì thị trường của chúng ta cũng có thể là mất đi đến 35 điểm và phim nay thì cũng tương tự là như vậy là có những dòng tiền họ chỉ cần kích mua một chút thôi đó là thị trường của chúng ta có thể tăng được cho nên giai đoạn này để nói về yếu tố về cung cầu thực sự nhìn nhận đánh giá Em không đánh giá là thị trường đang có những cái cung cầu mang tính chất là thực sự thật của nội tại dòng tiền đó Và với những phiên thanh khoản tăng, thị trường tăng thấp, tăng với thanh khoản thấp như thế này Thì đôi khi những gì chúng ta đánh giá nó sẽ không thực sự là quá đúng Và nếu như thông thường á, à, nếu như thông thường thì phiên hôm nay sẽ được coi là một phiên bùng nổ Tức là sẽ được coi là một phiên bùng nổ theo đà bởi vì phiên này là phiên hồi phục thứ năm tính từ cái phiên hồi phục đầu tiên ngày 27 tháng 12 đúng không ạ chúng ta đã có trải qua bốn phiên đi ba phiên đi ngang ở đây một phiên hồi phục và ba ba phiên đi ngang và phiên này là phiên thứ năm thì nếu như xét về cái mức tăng là hôm nay tăng ba sáu phần trăm là thỏa mãn phiên tăng mạnh vào phiên hồi phục thứ năm thì cũng là thỏa mãn tức là về mặt ngày tháng, về mặt là uh, số phiên, điểm số phiên thì thỏa mãn này, về mặt là mức tăng cũng thỏa mãn và thỏa mãn cả về cách tăng tức là dòng tiền lan tỏa, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta nhìn thấy được là có sự đồng thuận, chứ không phải chỉ mang tính chất là yếu tố kéo trụ, đó. Bởi vì tăng là tăng toàn bộ thị trường chứ không phải chỉ tăng là một vài cổ phiếu trụ, hay là một hai nhóm nào đấy thì phiên hôm nay là một phiên mà thị trường có sự đồng thuận tăng nhưng có một yếu tố mà chưa thực sự nó thỏa mãn về cái định nghĩa về ngày bùng nổ thất đà tức là mặc dù là cũng là một phiên tăng điểm với thanh khoản lớn hơn phiên trước đó đúng không ạ thì đây chúng ta nhìn thấy được là cũng đã có những cái mức tăng lớn hơn những phiên trước đó thế nhưng với một cái phiên hôm nay thị trường chỉ tăng ở một mức là hơn 550 triệu cổ phiếu thôi thì đây được coi là một cái mức giao dịch tương đối là thấp, tương đối là thấp. đó. do đó thì em đánh giá phiên này nó chỉ đơn thuần là một phiên tăng điểm, chỉ là một phiên tăng điểm thông thường và nó chưa hẳn là một phiên xác nhận cái nhịp bùng nổ đà. nếu thị trường thực sự có được coi đây là một phiên bùng nổ đà thì những cái phiên sau đó nó phải có những vận động nó không phủ nhận được cái cái phiên này. tức là sao? tức là kết phiên ạ thí dụ như là trong phiên ngày mai và phiên ngày kia tức là hai phiên thường sẽ là hai phiên các chị nhé và tối đa là ba phiên thì trong ba phiên tới sẽ không được phép là xóa bỏ cái nến tăng này tức là trong ba phiên tới thị trường không được phép giảm về dưới cái mốc một nghìn trong ba phiên tới nhé các chị nhé đó tức là chúng ta vẫn phải trong cái lúc thị trường tăng thì chúng ta vẫn phải nhìn nhận một cách nó thực sự là bình tĩnh chứ không phải là tăng mà chúng ta nhìn thấy là um, chúng ta hưng phấn đâu các anh chị nhé và um, phiên ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là cũng không phải là nhóm ngành nào hoặc là không phải cổ phiếu nào nó cũng có những mức tăng nó thực sự là nó nó đủ tin cậy em lấy ví dụ như là nhóm chứng khoán nhóm chứng khoán đây thí dụ như là chúng ta nhìn vào vnd mức tăng với thanh khoản bình thường mà tương đối là thấp so với giai đoạn này thậm chí là nó chỉ ở mức khoảng tầm đến 60% so với cái giai đoạn gần đây thôi so với so với thanh khoản trung bình hoặc là chúng ta nhìn vào SSI SSI thì đây là một cổ phiếu mà được coi là thanh khoản gọi là cao bởi vì nó gần gần chạm tới cái trung bình 20 phiên nhưng vẫn là thấp so với cái giai đoạn trước đó ở đây đúng không ạ đó chỉ có những cổ phiếu thí dụ như em em lấy ví dụ như là FTS ở đây thì mới là những cái mức thanh khoản gọi là tương đối là cao hoặc là thí dụ như là uh, MBS đẹp MBS nó trên trung bình 20 phiên và nó cũng là tương đối cao so um, nó nó không bị thấp quá so với những giai đoạn mà cổ phiếu nó bị bán ở đây đó hoặc là thí dụ như là SBS Đã, nó cũng là một mức trên trung bình 20 phiên và cũng là một cái mức tương đối tốt so với cái giai đoạn trước đấy hoặc là chúng ta nhìn vào là SHS à, em xin lỗi SHS ạ là một mức đạt ở mức là trung bình 20 phiên và cũng là một cái mức tương đối so với giai đoạn trước đó. Đó, hoặc là ví dụ như nhóm dầu thì là chúng ta nhìn thấy là có BR cũng là một mức mức tăng với một cái thanh khoản trên trung bình 20 phiên. Đó. Và nó cũng là một cái mức tương đối tốt so với cái giai đoạn trước đấy. Đó, thì em đánh giá là còn có những cổ phiếu mà thực sự là nó thanh khoản nó không phải là quá không phải là quá cao trên thị trường chúng ta nhìn thấy rất là nhiều mã thì chúng ta cần phải nhìn nhận rõ và chúng ta đánh giá à, chính xác là liệu thị trường sẽ như thế nào. Thứ nhất là có phải bùng nổ theo đài không. Điều này rất là quan trọng anh chị nhé. Việc xác định là có phải bùng nổ theo đài không, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể xác định được là trạng thái thị trường và chúng ta sẽ giao dịch như thế nào. Đó. Và nếu như trong 3 phiên tới mà thị trường không gặp những áp lực nào bán quá lớn, xóa bỏ đi cái cây tăng phiên hôm nay, thì chúng ta mới có thể là chúng ta sẽ đưa ra những hành động là chúng ta sẽ mua vào nhiều còn đâu là có một cái uh, có một cái là um, những năm gần đây gọi là thống kê những năm gần đây thì đa phần trước tết âm lịch đều có một cái nhịp đạp và sau tết là những nhịp tăng tức là những nhà đầu tư nào mà mua trong những nhịp đạp đó thì thường là sẽ có lời và thậm chí lời rất là tốt khi mà ra xuân đó thì với trong dạng hiện tại thì em Tùng cũng không có quá nhiều cái sự ứng phấn trong dạng này đâu Và vẫn đánh giá là phiên hôm phiên nay chỉ là một phiên tăng bình thường Chúng ta lấy ví dụ lại Đó. Cái cái giai đoạn thị trường tạo đáy ở hồi tháng 7 đấy nhá Thí dụ như là cái phiên ngày 12 tháng 7 Là một phiên thị trường tăng cũng lên đến là 1,69% Tương đương với mức tăng là gần 20 điểm thì những cái phiên sau đó thì thị trường cũng cần phải có những nhịp là tích lũy và xử lý cản phía trên nó vẫn có những cái nhịp test lại đây những vẫn có những cái nhịp đi ngang đây thì giai đoạn hiện tại thị trường cũng đang ở cản rồi đó đang ở cản rồi thì nếu như một cái kịch bản là tích cực thì thị trường sẽ đi lên đến cái vùng 1064 tức là sẽ tăng khoảng tầm đâu đó khoảng tầm đó 20 điểm nữa thì cũng sẽ xảy ra những cái nhịp rung lắc đó các anh chị nhá và với cái việc mà thị trường đang tăng đồng thuận như này thì cái việc mà trong một phiên mà tăng 20 điểm em đánh giá là cũng không không quá khó đâu cũng không quá khó và nó cũng có thể là một phiên thì đến phiên ngày mai nếu như thị trường tăng thì nó sẽ sẽ không hẳn là những cái điểm mua cho các anh chị mà chúng ta nên thí dụ như các nhà đầu tư nào mà đã bán ở dưới này thì lên đây các anh chị cũng có thể nên nên bán hạ bớt và chờ những cái nhịp là tái tích lũy lại và trong trường hợp nếu như thị trường mà có những nhịp điều chỉnh về cái vùng Uh, vùng 1023 từ ở đây thì chúng ta sẽ xem xét là chúng ta sẽ giải ngân nếu như trong 3 phiên tới mà thị trường vẫn giữ được cái vùng này trở lên nó còn kịch bản xấu hơn là thị trường vẫn có thể là về test lại những cái vùng dưới ở đây đó thì chúng ta sẽ cần phải em đánh giá là chúng ta cũng 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 nên là bình tĩnh thôi chúng ta cũng không có gì gọi là um, quá là vội vàng trong cái giai đoạn này đâu không 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 quá vội vàng các chị nhé không có vội vàng đó, và thực sự nếu thị trường nói là tăng thì em đánh giá sẽ có những nhóm ngành tăng mà nó nó có câu chuyện riêng thí dụ như là đầu tư công cho ra gần đây chúng ta nhìn thấy được là um, chính phủ rất quan tâm đến vấn đề về đẩy đẩy mạnh về cái nguồn vốn giải ngân đầu tư công trong cái năm 2023 đó thứ hai đó là nhóm thủy sản đấy nha đầu tư công này là tăng trần và tăng trần rất sớm nhé tăng trần rất sớm trong phiên ngày hôm nay đó. thứ hai đó là nhóm thủy sản. Thủy sản. Thủy sản chúng ta nhìn thấy được là có câu chuyện liên quan đến um, Trung Quốc mở cửa. Và Trung Quốc mở cửa thì um, đương nhiên là cái tiêu dùng của Trung Quốc họ cũng sẽ được đẩy mạnh rất là nhiều và trong đấy là những cái nhóm thủy sản mà họ xuất sang Trung Quốc như kiểu là IDI, Đó, đó rồi rất nhiều các cổ phiếu thủy sản khác thì um, họ mới có những yếu tố về hưởng lợi khi mà Trung Quốc mở cửa đó hoặc là thí dụ nhóm cao su đó nhóm cao su cái cao su hôm nay thì 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 không tăng trần nhưng mà chúng ta chúng ta nhìn thấy được là hoặc là thí dụ là dầu khí dầu khí khi mà dầu khí mà dầu khí mà khi Trung Quốc họ họ mở cửa đương nhiên là cái nhu cầu về vận tải và đi lại sẽ cao do đó thì giá dầu nó sẽ sẽ là một yếu tố rất hỗ trợ rất tốt cho giá dầu và đây cũng sẽ là những cái nhóm mà sẽ được hưởng lợi Đúng không ạ Thì ở đâu đó là em đánh giá là Sẽ có những cái nhóm mà nó sẽ có Những mức tăng thực chất Và có những nhóm thực ra nó chỉ mang tính chất là Nó được kích cầu lên một chút thôi nó Do đó thì trong phiên ngày hôm nay Em cũng không đánh giá là Nó quá là gọi là hưng phấn hay như nào cả và chúng ta cũng giữ ngày mai có tăng tiếp thì cũng không có gì là lấy làm lạ và chúng ta cũng sẽ sẽ bình tĩnh thôi các anh chị ạ à. cũng cũng bình tĩnh thôi thí dụ như là ngay kể cả giai đoạn các anh chị hình dung là kể cả ngay cái giai đoạn mà thị trường tạo đáy tăng lên đến là 3,4%, cũng tăng 31 điểm ở đây. Ở phiên ngày 16 tháng tháng 11. Sau đấy cũng có một cái phiên tăng rất là mạnh lên đến là 26 điểm. Thì chúng ta nhìn thấy là những phiên sau đấy là thị trường vẫn còn điều chỉnh. Đẹp. Đi lên đến cản vẫn cần phải điều chỉnh. Đó, đây đây trên này chính là vùng cản nhé vẫn cần phải điều chỉnh thì thị trường của chúng ta cũng đã tiếp giáp cái vùng cản rồi tức là vùng cản hiện tại là từ vùng 1043 đây cũng đang là vùng cản rồi lên đến cái vùng là 1065 ở đây cũng cũng là một những cái mức cản khá là mạnh do đó thì em nghĩ chúng ta cũng bình tĩnh có thể là các chị mua không mua hôm nay thì thà các chị đợi lên đến cản rồi điều chỉnh trở lại thì những cái nhịp sau chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn là việc ngày mai chúng ta đua lệnh các chị nhé đó thì nếu như mà thị trường có những nhịp test thì có thể là em sẽ đánh giá với một số cổ phiếu ví dụ như là BR, BR là cổ phiếu mà trong cái giai đoạn vừa qua nó chưa hồi phục được quá nhiều. Đầu tiên chúng ta nhìn nhận là chưa hồi phục được quá nhiều, thứ hai là nó đã có một cái nền tích lũy khá là chặt chẽ ở đây rồi, nó khá là chặt chẽ. thì có thể là phiên tới khi mà nó test về, test về cái vùng khoảng tầm là vùng giá 13.7 ở đây, 13.7 sẽ là cái vùng mà chúng ta có thể là tham gia. Đó, chúng ta sẽ mua theo dạng là mua từ từ các anh chị nhé, mua theo dạng là mua thăm dò trước. Đấy, mua lấy vị thế trước chứ không phải là chúng ta giải ngân trong một phiên. Đó, ok. À, thứ hai đó là gì? Đó là EDC. EDC thì có thể là chúng ta sẽ giải ngân theo dạng là lấy vị thế dần quanh vùng giá 33.3 đây. Khi điều chỉnh test lại về cái vùng nền khi nó đã xây đây. Bởi vì trên này nó đang là vùng cản rồi, đây vùng cản thì chúng ta cũng bình tĩnh thôi không có gì cả đúng không ạ đó thứ ba đó là vgc vgc thì nó cũng tương tự là như vậy tức là cổ phiếu đang đi lên đến vùng cản đây đang là vùng cản rồi đây đang là vùng cản rồi đó thì sao thì chúng ta sẽ, um, sẽ đợi những cái nhịp mà nó điều chỉnh thí dụ như là có thể là về đây là đối với các nhà đầu tư mua mới nhé đây là đối với các nhà đầu tư mua mới nhé anh chị nhé đó thì VGC thì chúng ta sẽ đợi chỉnh em em đánh giá là thực ra thì hiện tại nó chưa có những cái nhịp điều chỉnh nào quá rõ ràng thì có thể là chúng ta sẽ chờ cái nhịp tái tích lũy lại tại đây đó và khi các anh chị mua mới thì khi nào vượt cái vùng giá 37 vượt 37 thì các anh chị mua nhé vượt 37 mới mua một là vượt 37 hoặc hai là chúng ta sẽ chờ những nhịp điều chỉnh phía sau đây chúng ta sẽ quan sát sau nó không mua chung chiêng nhé giá hiện tại có thể là các anh chị sẽ nghĩ là nó rẻ hơn 36.15 tại sao không mua mà lên đến uh, 37 chúng ta mới mua bởi vì là khi đánh vượt 37 nó sẽ xác nhận là nó đánh vượt một cái cản đó các anh chị nhá nó sẽ xác nhận đánh vượt một cái cản như thế này đó ok thì đó là một vài những góc nhìn mà em Tùng cũng mong muốn mang đến cho các chị Thì nếu như các chị nào mà cảm thấy phù hợp với những góc nhìn mà em Tùng Phù hợp với những phương pháp mà em Tùng đang nhận định Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ mở tài khoản giao dịch tại VPS Và gắn ID 3246 của em Tùng đó sau khi anh chị mở tài khoản sau nhé Thì anh chị nhớ là nhắn tin cho em Tùng qua số Zalo Em có để ở phần mô tả Để chúng ta sẽ mở phần mô tả của video ra nhé Nhá, các anh chị mở phần mô tả ra thì uh, em sẽ đây có đây thí dụ như là mở bất kỳ một cái video nào ở đây hoặc là chính video các anh chị đang xem thì sẽ có số điện thoại em để bên dưới thì sau đó các anh chị nhắn tin qua số zalo này thì em sẽ thêm các anh chị vào trong room khách hàng room vip bên em nhé ok ngoài ra các anh chị nào có câu hỏi thì các anh chị có thể là chúng ta sẽ để lại ở phần bình luận hoặc là các anh chị cứ nhắn tin trực tiếp qua số zalo em sẽ hỗ trợ các anh chị nhé Dạ vâng thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý chị đầu tư nhé.